Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Ngày hôm nay dạo qua kênh YouTube của TND thì có một bạn trẻ hỏi nương như này: anh ơi, cho em hỏi tại sao các dòng laptop ThinkPad lại luôn có giá trên trời vậy anh? Em nói thực sự thì em là một sinh viên, cũng có tìm hiểu thì nghe bạn bè cũng như các anh dùng máy tính trước bảo cái dòng máy này lồi đồng cổ đá, dùng tốt lắm, sướng lắm. Thì cho em hỏi tại vì sao giá lại đắt vậy? Em có lang thang tìm hiểu trên một số trang thì những chiếc laptop ThinkPad cũ, máy cũ thôi nhá, mà em đã thấy của nó giá cứ tầm từ 13 đến 15 triệu. Trong khi đó thì em xem những chiếc laptop gaming mà các bạn của em mua về ấy, thì giá 15-17 triệu cấu hình nó cao lắm. Mà trong khi đó lại mua được máy mới. Và tại vì sao mấy con ThinkPad lại đắt như vậy? Mà em có lang thang xem mấy dòng doanh nhân ấy thì em thấy toàn từ 2 đến 30. Nó thực sự cái tầm sinh viên như bọn em thì với những chiếc máy này thì khó. Mà em có xem review của anh nhiều lắm, thấy những chiếc máy mỏng mỏng nhẹ nhẹ mà người ta gọi là Mobile Quotation hay là gì gì đấy, thế giá toàn 450 triệu. Thế cho em hỏi là những cái máy này thì nó ráp cái gì trong máy mà đắt như vậy? Thì hôm nay tớ sẽ làm một cái clip để trả lời mọi người như này các bạn nhé. Em ơi, anh trả lời em đơn giản là như này nhá, cùng mọi người lắng nghe nhá. Đơn giản, nó đắt bởi vì nó là ThinkPad. Đơn giản, nó đắt bởi vì nó làm được việc, bởi vì nó bền, bởi vì dùng là sướng, dùng là nghiện. Thì tại vì sao nó lại đắt như vậy? Bởi vì đây là những cái công nghệ độc quyền từ rất nhiều năm rồi, thì ThinkPad nó vẫn luôn gắn liền với thương hiệu đó là nồi đồng cổ đá, đã dùng là mê và đã dùng là phê. Hiện nay có rất là nhiều bạn cũng hỏi mình đơn giản là: anh ơi, thì em thấy là hiện nay thằng Trung Quốc ấy, nói là thằng Trung Quốc thì nghe cũng hơi quá đáng, gọi là Trung Quốc đi, thì nó mua những chiếc máy này về, thì nó mua cái thương hiệu IBM của Mỹ về để sản xuất những chiếc máy này, thì cho em hỏi về Trung Quốc thì cái giá trị của những chiếc máy này nó có định xuống hay không? Và cũng có rất là nhiều cái chủ đề về ThinkPad mình có làm trên mạng ấy, thì cũng có nhiều người kiểu mang cái tính cách là chính trị, bảo ông này mẹ là người Trung Quốc hay sao mà suốt ngày quảng cáo mấy cái máy của ThinkPad cho bọn Trung Quốc là như nào. Nhưng nói thực sự với tâm những người trong nghề và những người thực sự đã trải nghiệm máy tính như mình chẳng quan tâm chính trị của nó AB, mình không quan tâm. Bởi đơn giản là tôi dùng nó, tôi thấy sướng thì tôi dùng thôi. Mà nói thực sự đến bây giờ, để chất lượng, ví dụ như mình nói luôn cái bàn phím với khả năng nhập liệu bàn phím, khả năng bấm của nó đi, tôi cam kết, tôi nói luôn các bạn là trên thế giới nó chả có cái máy nào phím của nó dùng bằng sướng bằng bọn này. Nói cho nó nhanh, bởi vì bản thân những người kinh doanh của mình bấm phím trả lời tin nhắn hàng ngày rất là nhiều, tôi cần một cái phím bấm phải sướng. Và thứ hai nữa là mình nói đến cái màn hình. Cái màn hình của ThinkPad thì các bạn biết là luôn có độ sáng tốt này, tỷ lệ phủ màu cao này, khả năng chống lóa này, nhìn nó không mỏi mắt. Đấy, có những cái yếu tố như thế thì tại vì sao người dùng lại không dùng? Còn nếu mà nói đến khả năng tản nhiệt, khả năng sử dụng bên trong của máy của nó, các bạn sẽ thấy là những chiếc laptop ThinkPad mà mình đã so sánh rất là nhiều thương hiệu, từ các thương hiệu đến từ Mỹ là như là HP, đấy, Dell chẳng hạn, tôi đã dừng so sánh rất là nhiều, kể cả MacBook đi chăng nữa đi, nhưng riêng hệ thống làm mát của ông này ngon lắm các bạn, ok lắm, đấy, pin của nó cũng vậy, nó dùng rất là ok, pin của nó thực tế là có những cái số dòng mà tối ưu cho pin duy nhất toàn 2 pin luôn, pin trong pin ngoài. Và hiện nay chiếc laptop mà để dùng pin nhiều nhất thế giới hiện nay nó là ThinkPad anh em ạ, X280, pin cao cấp nhất của nó có thể dùng được 21 tiếng luôn, gần 3 ngày chả cần phải sạc pin. Đấy, hệ thống bảo mật của nó, ví dụ bảo mật BIOS chẳng hạn, kể cả những người làm thợ chúng tôi, nếu các bạn có khóa BIOS vào, tôi nói thực sự là không mở nổi. Cái firmware của nó quá kinh khủng luôn, không mở nổi luôn. Chưa kể đến những cái công nghệ như bảo mật vân tay, rồi bảo mật bây giờ là camera nhận diện khuôn mặt IR. Đấy, bảo mật mật khẩu, hoặc là những cái phần mềm mà nó bên thứ ba họ phát triển ở ThinkPad, nó đặc biệt lắm, khó để phá được lắm. Khả năng bảo mật tốt này, cái hiệu năng hoạt động êm ái mượt mà. Đấy. Thế cái đơn cử nó như thế thôi, còn thiết kế của nó cũng nói luôn, thiết kế của nó thì các bạn biết rồi, nó chả giống ai cả. Nó đặc trưng luôn từ ngày xưa đến giờ. Có nhiều bạn này, các bạn nhìn cái máy nó đơn giản như này, nó mỏng dính như này luôn này. Đây. X106 của nó này, các bạn thấy này. Nó nhẹ bồng bột và chất liệu để sản xuất những chiếc máy này đều là cao cấp. Như là vật liệu sợi carbon này, mazue này, đấy. Sợi thủy tinh này. Đấy. Để cấu tạo chiếc máy này luôn. Trong này thôi, tiêu chuẩn quân đội đấy, STD80G. Đó là tiêu chuẩn độ bền cho những chiếc laptop này. Mà tôi khẳng định tất cả những cái ông, anh em, bạn bè, khách hàng, ai cũng thế thôi, già trẻ lớn bé đã dùng con máy này rồi. Tôi đảm bảo là đã dùng chiếc máy này rồi, tôi đảm bảo là các bạn dùng xem mê. Còn nói thật sự với các bạn, tôi chả quảng cáo gì cả, bởi vì đây đó là thực tế. Còn đây đôi ba khi thì bảo úi xời mẹ, mà suốt ngày lên mạng rồi chém gió rồi quảng cáo bán hàng. Ở đây là mình làm đến 11 năm rồi, cái gì tốt thì mình bảo các bạn, còn không bảo các bạn là các bạn dùng thì các bạn lem đá lem gạch. Còn các bạn thử đọc các comment về ThinkPad đi, tôi khẳng định 1.000 comment chỉ có một vài comment là những người phân biệt. Ở đây nó là phân biệt về chính trị, thù nó ghét nó thôi,
các ông các bà thử dùng xem có dùng có sướng không. Còn hiện nay thì đúng là cái nhược điểm của dòng này duy nhất nó là đắt, đắt quá mỗi thế thôi, còn mọi thứ đều là ngon. Từ cái tốc độ ổ cứng ổ kiếp các thứ nó lắp vào đều nó bưu chuẩn lắm, toàn những loại hàng xịn sò thôi, dùng rất là sướng. Còn bao nhiêu năm nay kẻ thiết kế bên ngoài nó nhìn nó rất là đơn giản luôn, thiết kế càng tối giản càng khó nhưng mà nhìn cái máy nó rất là đẹp. Còn bây giờ tớ sẽ điểm qua khoảng chục mẫu cho anh em, từ những cái mẫu khoảng từ 18, 20, 25 đến 40 triệu. Anh em xem nhìn nó có phê có mê hay không nhá, xong căn cái tầm tiền phù hợp anh em để lúc đó anh chọn nhá. Mẫu đầu tiên tớ thấy là thích và rất là phù hợp với các bạn dùng văn phòng, các bạn dùng kinh doanh cũng như các bạn dùng lập trình, đó là cái mẫu T480S. T480S có hình thức rất là mỏng nhẹ và giá bán trên thị trường hiện nay những chiếc máy mà sách về tại thị trường Việt Nam ấy không hề rẻ. Máy chỉ được trang bị chip như là 8250, đó là chip i5 thế hệ thứ 8, RAM 8GB DDR5/6, sẽ có giá bán dao động trên thị trường tầm 17 đến 20 triệu tùy vào hình thức máy và tùy vào cái option của màn hình. Các bạn có thấy giá nó có chát không? Đấy, chát luôn. Nhưng các bạn hãy thử xem ThinkPad họ làm gì với chiếc máy này, chất liệu ra sao thì các bạn hãy xem qua lại đánh giá của mình. Lúc đó có lựa chọn mua hay không? Không quá muộn anh em nhé. Ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax. Máy được trang bị một vi xử lý i7, card đồ họa on. Chính vì thế chúng ta chỉ dùng ở mức đồ họa 2D thôi các bạn nhé. Nhiệt độ thì các bạn có thể thấy nó hiển thị ở đây rất là mát mẻ. Mức FPS chúng ta đang có là 60. RAM đang sử dụng hết 2,5 GB và nhiệt độ của CPU chỉ có 38 độ C. Ở đây chúng ta sẽ có điểm số chấm của nó là 556 CB, một điểm số cũng tương đối ổn định. Nếu mà so với con CPU 8750H thì chiếc CPU này nó đạt hiệu suất chỉ bằng 50% so với con Core i7-8750H nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là mình đang test một đoạn video 4K trên một chiếc màn hình Full HD. Việc được nâng xử lý lên thế hệ thứ 8 thì nó sẽ xử lý các đoạn video 4K như này rất là mượt mà. Với màn hình Full HD IPS thì độ sáng của chiếc màn hình này có thể đạt được đó là 281 CD trên 1m². Và tỷ lệ phủ màu của chiếc màn hình này đạt được đó là 72% gam mút. Điểm PPI của chiếc màn hình chúng ta có đó là 157 PP. Còn với âm thanh của chiếc máy này đó là Dolby Audio. Nhiệt độ của CPU các bạn có thể thấy là 74 độ C, hoạt động 27%. GPU hoạt động 83%. Cái quan trọng là hình ảnh và cái hệ thống tản nhiệt hoạt động rất mát mẻ. Quạt chạy êm ru. Chiếc thứ hai ở phân khúc dày dặn, nâng cấp được cả RAM. Đấy, ngon lành luôn. Đó là phần T480. Chiếc máy nó dày hơn một chút so với T480S, nhưng lại có các thông số như là 2 pin và có khả năng nâng cấp tốt, giá lại rẻ hơn. Phiên bản i5 hiện nay trên thị trường sẽ có đâu đó giá khoảng tầm 16 đến 18 triệu. Có nên rẻ hơn khoảng 2 củ so với T480S. Nhưng chiếc máy này dày hơn. Và có những người thích những chiếc máy mỏng, và có những người cũng thích những chiếc máy dày. Và cũng có các option như là Full HD IPS màn hình ý, và cũng có những màn hình 2K chẳng hạn. Cũng giá dao động i5 i7 tầm từ khoảng 16 đến 20 củ. Thì anh em có thể lựa chọn chiếc máy này hay không nhá. Từ vừa nãy giờ đến tớ đã bật sẵn cái phần mềm Fullmax để test chiếc máy này. Thì các bạn thể thấy là đó là một chiếc ThinkPad. Điểm mạnh của nó là gì ạ? Đó là hệ thống tản nhiệt. Quá mát luôn. Với mức FPS có thể đạt 500 ở chế độ 2D với CPU đời 8. Thế các bạn có thể chú ý ở đây đó là con GPU ở đây nó là on ấy, thì các bạn sẽ thấy là cũng 60 mấy độ này. 66 độ, cái này hai cái này thực tế nó là như nhau thôi. Bởi vì không cộng hình giờ trong máy. Ôi trời. Điểm CPM của nó 685 CB, tương đương khoảng 60% sức mạnh của con i7-8750H, tính nhỏ của CPU này khá khỏe. Vâng thưa các bạn, đây là chiếc màn hình 14 inch Full HD và có tấm nền IPS các bạn nhé. Các bạn ơi, chiếc màn hình Full HD nó đạt độ sáng đó là 285 CD trên 1m², người ta còn gọi là cường độ ánh sáng. Và tỷ lệ phủ màu của nó đạt 54% sRGB và 34% Adobe RGB. Tính ra thì nói thẳng với các bạn là chiếc màn hình này nó chỉ vừa đủ dùng với các bạn thôi. Đó là những cái tựa game anh em hay yêu thích. Với tựa game liên minh điện thoại thì không yêu cầu cấu hình quá cao. Với con chip i5-8350U RAM 8GB thì anh em có thể kéo mức FPS từ 70 đến 80. Và nhiệt độ để chơi game thì nó ổn định ở mức khoảng dưới 80 độ C. Được cái là hình ảnh thì chuyển động nó rất là mượt. Phím của máy này thì anh em cứ bấm thoải mái luôn, sướng luôn. Mức cài đặt mình đang để ở mức cài đặt cao nhất các bạn nhé.
Chữ thứ ba đó là chiếc ThinkPad P50. Trong phân khúc đó là từ 20 đến 25 củ, bố của các loại đồ họa, bố của các loại lập trình. Đây là chiếc Mobile Workstation có khả năng nâng cấp tốt, RAM tối đa 64GB. Màn hình sẽ option từ màn hình Full HD đến 4K với tỷ lệ phủ màu cao. Ổ cứng SDLVMe chạy tốc độ rất tốt và cảm hình sử dụng Quad Raw chuyên nghiệp. Đó, M1000 và M2000 sẽ có giá bán trên thị trường tầm 19 đến 24 triệu. Các bạn sẽ xem option. Cái này dành cho mấy anh em kỹ thuật, công trường, công trình thích những chiếc máy trâu bò hoạt động liên tục ngày này qua ngày khác, thậm chí cả tháng không cần tắt máy. Anh em đã xem nhé. Nhiệt độ của CPU chỉ có 47 độ C, hoạt động 3%. Bởi vì khi chúng ta render thì nó sẽ có hai yếu tố, còn qua phần mềm Fullmax thì nó sẽ hoạt động ở cả màn hình. CPU nó chỉ làm yếu tố phụ thôi. Quá mát các bạn ạ. Khó có một chiếc máy nào trên thế giới có thể làm được giống như chiếc ThinkPad P50 như này. Mặc dù chạy ở chế độ 3D. Ở đây điểm số của cả màn hình thì chúng ta có thể thấy là 117,3 FPS qua phần mềm Seebench. Chúng ta sẽ có một điểm số đó là 737 CB các bạn nhé. Một điểm số ấn tượng cho một chiếc máy chạm. Chiếc thứ tư mới là chiếc kinh khủng này. T490S. Chiếc máy lúc đầu tiên mình bán phiên bản i5 mình còn nhớ. Úi dồi, mình nói đến 30 triệu. i5 ra 16 thì đâu? 32 triệu. Phiên bản i7 36 triệu, 37 triệu. Khách hàng vừa gọi nghe nhật lảnh mình. Úi dồi, cái máy gì mà đắt thế? Con i5 bình thường mua có hơn chục triệu, con này mua 30 thì các ông bán lửa đắt à? Nhưng không. Đấy là mình nghĩ thế thôi, mình suy từ cái bụng thế thôi. Nhưng anh khách hàng, ôi, dòng này anh biết mà. Ship cho anh ngay một con. Giá đầu tiên mình bán 16 triệu, 3 mấy triệu. Nhưng đến bây giờ, nó giảm xuống 2020 bây giờ nhá. Giá dao động trên thị trường khoảng tầm 24 triệu, anh em xem được i5. i5 chiếc đời đó là 8265. Phiên bản nâng cấp của 8250. Màn hình đẹp hơn, trọng lượng nhẹ, pin tốt, giá 24 triệu 500. Trong khi đó các phiên bản i7 giá khoảng tầm 30. Nếu mà so sánh với mấy anh em gaming, so sánh với anh em MacBook, không thua kém là gì. Ở đây thực tế hiệu năng nó còn thấp hơn bởi vì nó sử dụng chip U. Nhưng nó lại rất phù hợp cho anh em làm khối văn phòng, anh em làm khối kinh doanh và lập trình. Bởi vì đơn giản đây là một chiếc máy cơ động mỏng nhẹ và là nhìn nó rất là đẹp. Anh em có thể xem bài review xem ngon hay không nhá. Vâng, thưa các bạn, phải nói đến hệ thống tản nhiệt của chiếc ThinkPad. Các dòng máy ThinkPad nói chung thì nó đều có hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax, các bạn thấy là nhiệt độ ở chế độ 2D của nó chỉ có hơn 50 độ C. Tại vì sao nó lại làm được như vậy? Bởi vì hệ thống tản nhiệt tốt với... Tại vì sao nó lại làm được như vậy? Bởi vì với hệ thống tản nhiệt tốt cộng với con chip đời mới đó là Whisklake, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất tốt. Đây các bạn thấy này. Các bạn có thể thấy điểm số như này được tính là 600 CB. Có nghĩa là nhanh hơn khoảng 10% so với con CPU đời 8 thế hệ cũ đó là 8550U. Con này các bạn thấy này. Màn hình của ThinkPad được nâng cấp lên đó là độ sáng đẩy lên 400 nit và tỷ lệ phủ màu của màn hình đạt 100% sRGB. Và tỷ lệ phủ màu của Adobe Arriby thì nó là 62,4% các bạn ạ. Độ sáng 400 và tỷ lệ tương phản của nó lên đến 1700:1. Thì đây là một cái màn hình có thông số kỹ thuật quá tốt để chúng ta, có nghĩa là lôm na là các bạn sử dụng các phần mềm hay là các ứng dụng mà yêu cầu màu sắc của màn hình chính xác thì đây là một cái màn hình rất tuyệt vời. Mức FPS chúng ta nhận được sẽ là từ trên 90, thậm chí là hơn 100 và nó sẽ dao động thì nói chung là từ khoảng 70 đến 100 đi. Mình đang để ở mức setting cao nhất các bạn ạ. Còn nếu mà anh em thích chơi EPU PG bản mobile thì cài vào chơi thoải mái, cũng như các FIFA này, đế chế này, Half-Life Online cài vào chơi tay ga. Đến bây giờ lại nói luôn anh em là chiếc máy chạm. Đó là chiếc ThinkPad P51. Con này cũng kinh khủng khiếp. Con này cũng là phiên bản nâng cấp của P50 huyền thoại. Giá bán phổ thông trên thị trường sẽ ở mức là 24 đến khoảng 30 triệu. Giá này cũng cao đấy, không phải rẻ. Nhưng là đối với anh em kỹ thuật thì lại cần đấy. Đối với anh em chạy kiểu server, chạy máy chủ mà thay một chiếc máy ở nhà mà cơ động vẫn có thể mang đi mang lại thì đây là chiếc máy mình thấy là tốt. Trọng lượng máy đó là 2,6 kg. Khả năng nâng cấp cũng tương tự như P50 nhưng được sử dụng chip đó là đời 7 và chip Xeon. Thì anh em xem có ngon hay không, nhắc nó về nhá. Mức FPS chúng ta nhận được các bạn có thể thấy là rất là cao, 127,35 FPS đồ họa. Đây là điểm số, nếu mà tính ra để chi tiết thì nó sẽ tương tự như con GTX 1060. Điểm số chúng ta nhận được của con CPU này đó là 795 CB. Các bạn có thể nhìn thấy. Cường độ ánh sáng của màn hình đạt 330 CD trên 1m2. Và tỷ lệ phủ màu đạt 99,5 sRGB và 87,6% Adobe Arriby.
với màn hình Full HD IPS vì góc nhìn của nó đạt 178 độ. Mình sẽ thử cho các bạn nhìn luôn. Ở đây thì mình đang thiết lập mức game ở mức trung bình. Các bạn có thể thấy là mức FPS cũng nhận được ở mức 60. Thì chơi là vẫn sướng chứ không phải là không chơi được. Đây hình ảnh chuyển động 3D trên màn hình các bạn có thể thấy là rất trung thực. RAM hết hơn 4GB và nhiệt độ của CPU ở mức 58, GPU ở mức 56 độ C. Với cấu hình của chiếc máy này thì vẫn có thể bắn được PUBG nhưng mức setting thì nó không cao lắm các bạn nhé. Còn bản mobile thì chơi thoải mái. Đây này, đây là một chiếc đẳng cấp và thay đổi suy nghĩ luôn của anh em. Các bạn sẽ thấy là những chiếc Mobile Workstation trọng lượng thường là 2,5 cân đúng không? Và thường là dày đúng không? Cộp cộp đúng không? Nhưng đến bây giờ thì thay đổi rồi. Nó sẽ có ThinkPad P1 Gen 1, P1 Gen 2, trang bị CPU đời 8 và đời 9. Mobile Workstation có khả năng nâng cấp 64GB RAM nhưng trọng lượng có 1,7 cân thôi các ông ạ. Đây là chiếc Mobile Workstation nhẹ nhất thế giới đến thời điểm hiện tại, chưa có đối thủ. Đấy, trang bị dòng cảm màn hình ngon luôn. Nhưng giá thì rất chát. Đối với những chiếc máy này mới lập hộp sẽ có giá dao động từ 40 đến 50 củ. Trong khi đó những chiếc máy mình đang xách tay về rẻ bèo cũng phải 30. Đây là tầm trên với của những người Việt Nam. Tầm của những chiếc máy doanh nhân, tầm của những chiếc máy có điều kiện, có tiền mới mua được. Anh em nên xem hai con này mình review cùng một lúc. Nói chung là chất đấy, đẹp đấy. Màn hình của nó sẽ trang bị từ Full HD đến 4K, thậm chí có màn hình OLED luôn. Nhưng mỗi tội giá chát, mình đặt con OLED về giá gần 70 triệu, kinh khủng. Đây được mệnh danh là chiếc máy chơi game và làm đồ họa đắt nhất tại thị trường 2020. Đó là chiếc X1 Extreme Gen 1 và X1 Extreme Gen 2. Chỉ được sử dụng camera là GTX 1050 và GTX 1650. Nhưng có giá bán trên trời luôn. Đấy. Với chiếc Extreme Gen 1, máy sách về sẽ có giá khoảng 30 triệu, trang bị CPU đời 8 và chip Xeon. Trong khi đó, chip đời 9 bây giờ là X1 Extreme Gen 2 sẽ có giá dao động từ 48 đến 60 triệu. Trong khi chỉ được trang bị một con cặp màn hình còi. Nhưng đổi lại là chúng ta có một cái máy đó là chất và đẳng cấp. Ngoại hình giống y hệt so với chiếc ThinkPad P1 Gen 1 và P1 Gen 2. Chỉ thay đổi ở đây đó là cặp màn hình. Sử dụng dòng card GTX để sẽ hỗ trợ các bạn chơi game. Thế mà chả hiểu sao lại được bán đắt vậy. Mà cũng là màn hình Full HD IPS và màn hình 4K là hết vẹo. Trong khi đó phiên bản cao cấp đó là màn hình OLED. Nhưng lại có giá bán trên trời. Thế mà tôi chẳng hiểu sao mà nhiều người vẫn cứ đâm đầu vào mua. Bởi vì đơn giản là nó độc quyền, bởi vì đơn giản là thích. Đấy, có tiền thì làm phiền thiên hạ mà anh em. Đấy anh em sẽ xem hai mẫu này, cùng chất đẳng cấp lắm. Các bạn đã thấy là mình đang test phần mềm Full Max từ một đại đến giờ. Máy được trang bị con chip đó là i7-8850H, RAM 32GB, ổ 1T, SSD NVMe. Cảm hình kèm theo máy đó là GTX 1050T Max-Q. Mức FPS chúng ta sẽ nhận được là 36 và nhiệt độ của CPU là 68, nhiệt độ của GPU là 68. Được cả chiếc máy này chạy quả kiếp nó êm, nó không quá ổn. Các bạn sẽ thấy là điểm số của CPU của nó là 1128 CB, một điểm số rất tốt để chúng ta làm đồ họa. Đây là một chiếc màn hình tuyệt đẹp với độ sáng lên đến 400 nit và tỷ lệ phủ màu 100% sRGB và 88,5% Adobe RGB. Các bạn sẽ thấy là mặc dù có một cái lớp kính ở ngoài nhưng mà chiếc máy này thì mình nhìn vào nó cũng không đến nỗi bị phản chiếu quá nhiều so với những cái phiên bản có màn hình cảm ứng ở bên ngoài. Bởi vì cái màu màn hình nó đẹp quá các bạn không nhìn thấy gì luôn. Anh em thấy này, nó nâng cấp phát FPS nó lên 36 luôn. Và nhiệt độ chúng ta test thì các anh em sẽ thấy là nó chỉ ở mức có hơn 50 độ tổng thể này. Nhiệt độ của CPU 66 và nhiệt độ của GPU 58 độ, mát thật luôn. Vâng, thưa các bạn, điểm số của con chip đời 9 vô cùng ấn tượng đó là 1128 CB, có nghĩa là mạnh hơn khoảng 10 đến khoảng 15% hiệu năng tổng thể so với con CPU đời 8 các bạn ạ. Đúng là 12 cách nó sẽ mạnh hơn. Vâng, thưa các bạn, là màn hình của chiếc máy mình đang test thì độ sáng của nó đạt là 300 nit, trong khi đó thì mật độ điểm ảnh nó đạt 72% gam mút anh em ạ. Với tấm nền IPS thì nó sẽ hỗ trợ các bạn góc nhìn rộng hơn. Và màn hình sẽ có một lớp chống lóa cực kỳ đặc biệt. Nói chung là nhìn màn hình của ThinkPad thì chắc có lẽ là không ai có thể chê được. Dự đoán là khoảng hơn 1 phút một chút là xong. Ôi không đến 1 phút anh em ạ. Kinh khủng quá. 57 giây anh em ơi. Đúng là quá đáng đồng tiền mất gạo để chúng ta sở hữu những chiếc máy như này. 47 giây các bạn ạ. Mình bấm chậm hơn 1 giây. Nhưng mà thôi tính 48 cho nó đẹp số đi.
đây là một game 3D. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trong game mà nó thật như ở ngoài luôn. Tôi phải nói là rất ấn tượng với cái dòng máy của ThinkPad, mà nó làm được cái hệ thống tản nhiệt nó lại kinh khủng đến như vậy. Và thưa các bạn, là chiếc thứ 8 là chiếc máy được mệnh danh móc túi người dùng, rất đắt đỏ, chỉ dành cho thượng lưu, chỉ dành cho các đại gia. Đó là chiếc ThinkPad X1 Gen 7. Gen 6 ra rồi đến Gen 7. Gen 7 là cái mẫu máy cực kỳ ưu chuộng của các bạn có tiền và các bạn mà đam mê tìm hiểu ThinkPad. Chiếc máy được trang bị dòng CPU, đó là ví dụ như là i5-8265U đấy, hoặc 8565U. Đây là dòng gọi là chip nâng cấp của phiên bản, đó là Wisp Lake của thế hệ chip thứ 8. Và phiên bản cao cấp nhất của họ sử dụng dòng CPU Comet Lake thế hệ thứ 10. Thế hệ thứ 10 các bạn biết rồi, chip U. Nhưng nó được nâng cấp rất là khủng, có khả năng render 4K luôn với 12 kết của chip. Sẽ có giá bán dao động trên thị trường từ 34 đến khoảng 60 triệu. Trong cái đó hình thức ở bên ngoài thì giống y hệt với phiên bản X1 Gen 6. Nhưng có giá bán chát và phiên bản cao cấp của nó sẽ có vân carbon. Nói chung là nhìn cũng đôi chút là khác. Nhưng giá bán thì các bạn cân đối nhá, i5 i7 chip U mà có giá kinh khủng luôn. Các bạn lưu ý đây là máy mới, hiện đang bán rất hot tại thị trường 2020. Mời các bạn xem bài review ngay sau đây. Vâng, thưa các bạn, là chiếc thứ 9 cũng là một chiếc mobile workstation cực kỳ đáng giá tại thị trường 2020. Đó là chiếc ThinkPad P53. P53 được nâng cấp hoàn toàn dùng CPU dòng thế hệ thứ 9 bao gồm i5-9300H, i7-9750H, i7-9850H, thậm chí là i9 và Xeon, và có cả phiên bản cao cấp Core i9. Sử dụng dòng card màn hình đó là Quad Core T1000, T2000 và phiên bản cao cấp nhất của nó sử dụng dòng card đó là Quad Core RTX 3000, có hỗ trợ VR thực tế ảo. Đó là trên ngôn ngữ kiến trúc Turing. Nó là hoàn toàn mới luôn, với băng thông của nó lên đến bao nhiêu các bạn biết không? 14 GB/s. Đây là dòng card màn hình hoàn toàn mới, còn gọi là card màn hình thế hệ 20. Nó sẽ hỗ trợ các bạn dùng trong lĩnh vực đồ họa, mô phỏng, dựng phim cực kỳ ngon lành. Có giá bán phổ thông tại thị trường, phiên bản thấp cũng phải tầm 38 triệu, phiên bản cao cấp tầm khoảng 70 củ. Thì các bạn xem phiên bản này qua bài đánh giá của mình ngay sau đây. Một loạt các dòng máy tính ThinkPad giá từ 18 đến tầm 60-70 triệu đồng, một giá bán chát trên trời và với những cái cấu hình. Còn câu trả lời thì mình đã bảo các bạn rồi, tại vì sao nó đắt, tại vì nó là ThinkPad, tại vì nó bền đấy, tại vì khả năng hoạt động của nó ngon lành và khả năng nâng cấp của nó ok. Nhược điểm của những chiếc máy này đó là giá chát, nhược điểm của nó là thay thế linh kiện đắt, và nhược điểm của nó là không dành cho các bạn không có điều kiện. Cũng mong các bạn thông cảm, nhưng đây nó mới là thực tế, bởi vì cái phân khúc máy này nó định hình từ ngày xưa rồi và thiết kế của nó vô cùng tối giản. Thời lượng pin tốt, màn hình đẹp, RAM dùng các kiểu đều là xịn sò, ổ cứng xịn sò luôn. Đấy, các bạn có thể xem qua các bài review thì xem phù hợp chiếc máy nào thì các bạn hãy lựa chọn. Còn mong tất cả các bạn đã dùng các dòng sản phẩm ThinkPad.
Cũng như mọi ngày, hãy để cho mình một dòng comment cảm nhận ở bên dưới khách quan, ok nhất. Còn không lại bảo cái thằng này chuyên lên mạng chém gió nói phét. Còn với mình, đơn giản, đây là một dòng sản phẩm làm được việc, tôi cảm thấy nó hợp với tôi có tiền thì mua, đơn giản như vậy thôi. Đấy các bạn nhé, còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.